rồi xong mình make up xong mình lại quay trở lại với cặp kênh Cindy Kinky và hôm nay mình tiếp tục review quán Chris Hoyet, một quán ăn đồ Trung Quốc Shanghai rất nổi tiếng. Và hôm nay mình sẽ không trả tiền mặt mà mình sẽ trả bằng giao chờ ở Lotte. Bởi vì sao? Bởi vì hôm nay mình mua rất nhiều vàng. Khoe đi. Mình cũng mua rất nhiều vàng. Một là vòng yêu kỳ, hai là vòng cổ của những thương hiệu. Để về mình nữa phải gọi là unboxing nữa của hãng. Của hãng Hàn Quốc, đây là thương hiệu của nó, đấy hình kiểu nó kiểu vô cực bốn phương. Tên không biết là cho ra những chuyện nào. Nhưng mà đây là thành quả. Vô cực bốn phương. Chuẩn luôn. Cái món mà mình vừa hỏi là blueberry shihe. Shihe nghĩa là nước gạo đấy. Nghe ngon à? Không biết, nó đổ nó là thạch sô. Nó là nước gạo, nước gạo trắng ở siêu thị. Mai đi ăn xin chôn, em sao chị ăn món thạch ở Trung Quốc siêu ngon. Không. Ui xin chôn nhiều hoa đấy, mà tưởng đi đâu xa. Mai đi ăn lẩu nhá, chốt nhá. Bây giờ mình sẽ bắt đầu review nhá. Đầu tiên là món này là món há cảo cay. Không có một cách gì ăn, đó là ngoài cho trong vào mồm. Ừ. Không. Ăn kiểu thấy không giống kiểu Hàn, luôn luôn món ăn của Hàn mà nó có nhiều những cái cục như này. Đại khái là có nhiều thứ trong một cái đĩa to thì họ sẽ có một cái thìa to để mình chia ra để mình múc vào cho từng người, kiểu ở đây là vừa có 6 người mà mình ăn. Cái lớp vỏ há cảo rất là mềm luôn, nhân thịt cái hương ngon, gia vị vừa. Tiếp theo là món tiểu long bao. Đây là món cần một sự chưa gấp được, là một nghệ thuật lắm, là phải gấp lên nó không bị rơi cái nước ở bên trong, nước mắt ở bên trong. Bây giờ mình sẽ sử dụng thìa. Tiên nhá, là các bạn ở đây nó có cái lỗ này, nó hút nước ở trong trước. Mọi người ơi, hút nước mà nó cứ chảy ra ngoài. Nên là mình ăn nước với nhân trước. Hút nước trước. Sau đó chấm vào nước chấm gừng. Đấy là cách người ta hướng dẫn ở trong sách. Không, người ta hướng dẫn không hề như này. Cách chị Huyền hướng dẫn. Chị nói lý thuyết rất đúng, nhưng là lúc thực hành nó khó thôi. Đấy không, mọi người nhìn đi. Chị không hề nói sai. Chị lý thuyết và thực hành nó cách xa nhau không? Ừ, chị nói lý thuyết thì đúng, nhưng mà thực hành nó khó thôi nha mọi người nhá. Đầu tiên là nhá, cầm gắp kiểu gì bây giờ, sợ nước nó không chảy nào đấy, là gắp như nào. Vừa gắp rất khó khăn đúng không? Chấm vào nước chấm trước. Xong rồi đặt lên cái bát đây, bên hai đặt lên cái thìa. Đấy mình đặt lên cái thìa rồi, nhưng lúc đấy là nhân với cả cái vỏ đã beo ra ngoài rồi. À nó cho vào cái thìa, nó bắt đầu nó chọc cái đũa chọc ra. Chọc cái nước nó chảy ra bắt đầu cho thêm gừng vào cho mình bắt đầu mới ăn nhá. Xin lỗi mình làm lại là xin. Bây giờ là sinh nhật mình, tháng 2/4. Đây là bọn mình đi shopping ở shop Louis Vuitton ở Tokyo. Và sau khi mà bọn mình đi shopping xong rồi, tại nhà hàng Chris Hoyet, thấy gấp lại từ đầu. Một quán món ăn của chuỗi nhà quen. Lại quay lại. Đồ chua nổi tiếng. Thì là hôm nay review các bạn. Nè. Kiếp hôm nay giúp mua cái gì lôi hết lên người rồi đấy, chị thấy chưa bao giờ mà chị cảm thấy người nặng nề như này, là vàng nào vòng là gì rồi. Nhưng mà hôm nay là mình sẽ review món ăn là Chris Hoyet. Thì là đây là cửa hàng này là cửa hàng đồ ăn Trung Quốc, nhưng mà đặc biệt nó là của vùng Shanghai, của Thượng Hải.
ăn hai thịt sư. Thì ở đây có rất nhiều món ăn Thượng Hải. Bình thường ấy, hãng thương hiệu này nó cũng là franchise, cho nên là ở nhiều nước cũng có, ở Việt Nam cũng có, ở nước nào cũng có. Như kiểu mình đã từng ăn ở Úc rồi, với cả ở thành phố Hồ Chí Minh, thì quán này nó menu ở Hàn Quốc thì hoàn toàn khác luôn ấy mọi người ạ. Ở đây chủ yếu chính là có dumpling. Dumpling đúng không? Đây là súp, hạ súp. Ở đây chỉ có ít, rất ít loại súp, chỉ có hạ súp và loại súp chua của Trung Quốc và súp ngọt, súp cua. Đây là rất giống thịt kho tàu và nó chính là thịt kho tàu. Đây là món Trung Quốc, từ mình tính chính là món thịt kho tàu, nó từ Trung Quốc chứ không phải từ Việt Nam nữa mọi người nhé. Hôm nay không của Việt Nam nữa à? Cái này không phải của Việt Nam nữa, không đấu tranh nữa, vì mình cảm thấy menu nào cái thịt này nó cũng rất là nổi tiếng. Cả đợt trước ở có clip mình đến chợ Trung Quốc ấy, có kiểu ở đấy kiểu đặc sắc nhất là có một cái bác kiểu già nấu ăn ấy, nấu một nồi to Trung Quốc kiểu toàn là thịt mỡ, thịt kho tàu, xong mọi người cứ mua cân về ấy, kiểu rất là rẻ và ngon ấy, kiểu mùi vị với cả màu ngon. Chắc là kiểu thịt kho tàu Việt Nam thì vị nó khác hơn một chút thôi, nhưng nó cũng vẫn chính là thịt kho tàu. Đấy, màu nó ngon, màu nước đường rất là ngon. Tiếp là đến seafood, mình không ăn seafood bởi vì trông nó có vẻ như kiểu là nhạt nhẽo, đồ của siêu thị, xong nó sao 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 ấy. Còn nước đồ cũng là một đặc sản nổi tiếng của Trung Quốc, cũng là signature. Mình đã chọn cái món nhìn ngon nhất ở đây, hỏi quản lý bảo đấy là ngon, mà không ngon thì nó chửi nó khác. Chửi không biết chửi từ ngày chắc thì so heo, tại sao mày lại đưa cho tao cái món này. Chửi rất lịch sự, xin lỗi trước. Đây là món cơm hay là súp trộn với nhau, nhìn xong đã thấy kiểu như là lộn xộn lung tung, như kiểu trộn với tao cám ấy, mình không muốn ăn. Có thế. Đây là bọn mình đã chọn món này. Ê, hình như chưa gọi hay sao ấy. À, mình gọi mì rồi nhưng nếu mà mì không ngon thì mình sẽ chuyển sang món đậu mì. Nhưng mà người ta bảo người ta ma cam rồi. Kết thúc rồi, và đây là rau, cuối cùng ở đây là rau, vì mình rất thiếu rau. Em hình như chị cũng quên gọi rau ấy. Hay thôi khỏi ăn rau rồi. Khỏi ăn rau. Bình thường mình rất lười ăn rau. Tí nữa mình sẽ về đi tăng 2 ca rượu thì ăn rau luộc. Được. Còn đây là dumpling. Ê quên, gọi cái này đi. Hay cái này, tùy chị. Đây là dumpling ở trong nhân là cái gì nhỉ? Vừng đen, lúc vừa nói. Chắc là không ngon đâu. Cái này cái nhân vừng đen đây, cũng như là nhân vừng đen đây chính là. Đây là bánh trôi tàu ở Việt Nam. Còn đây là gì thì không biết. Sweet rice, pancreas, blueberry. Chắc là có vị, đây kiểu như là nước gạo. Thế á? Sweet rice, pancreas. Kiểu nước gạo. Thế thôi, bỏ đi. Cùng với cái vị blueberry. Do you want? No. No. Đây là biết. Đây là tăng lai của chúng mình. Chinese liquid có giang tai, cu lan, hành chinh, cao lan, chi liquid, pacific, vanilla liquid. Tất cả cái này không biết là cái gì, mình chỉ biết cúc là cái gì, dễ dụng, và spice. Đấy, bạn nào vào đây thì chọn cái này là chán xung, chứ là gì, chu chu đu. Còn đây là bia cao, tinh cao, sao hôn vào đây. Mình đã giới thiệu tất cả nhà hàng Chris Rodet. Còn không? Chán xin, hốt tên, Korean. Đây là franchise, các bạn có thể tìm ở các nước Singapore, Seoul, Beijing, Đăng Hà, bla 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 bla. Tự tìm hiểu nha mọi người. Where are you now? I'm in Korea. Chào mọi người. A few moments later. Mặn rồi. Chấm vào đây. Nước đường ba chọc co. Đấy, nước vào đường ra là đấy, ủa. Sau lần này mình làm chuẩn kinh khủng thật đấy. Chấm vào đầu bây giờ nhá. Cho gừng vào. Cho nhiều gừng đấy. Đây là một thìa. Xin lỗi. Bỏ ra. Tiếp tục. Nhớ hút nước trước nha, không là nhiều quá. Không ăn nước, ăn cái là nước cái nào. Sau cái lần một ấy, ăn không đúng không áp. Lần hai thì không áp. Vẫn thế.
pha những các cái món kiểu gà siêu cay, rồi gà KFC, rồi cà cheese, nhưng mà lúc ra trông không giống như hình như thế này, khá là giống hình. Em ơi, đỡ phải order rau nhé, chính là cái rau này có trong bán hủ. Mình đã tiết kiệm được khoảng tầm 200.000 tiền rau trên menu mình vừa chia sẻ. Hết dây rồi, nó tự ngắt đấy. Hết dây gì? Nó sắp hết rồi đấy. Rồi sao mình cũng kết thúc cái clip ngày hôm nay. Có món này là món súp cua, món ăn thông thường phổ biến, ngon ngon này, ok. Mặn quá là đúng ra. Chúc mọi người một buổi tối tiếp tục khoe tiếp chương trình, khoe vẫn tiếp tục đấy, cái hãng vô cực đúng thường thì nó rất là mắc, nó khoảng một bộ này của mình khoảng 28 triệu, 28 triệu Việt Nam. Quay thì đang nói câu chật con mẹ luôn. Nào, chị chào chị biết không chị? Để chị xem là bây giờ 15 đồng. Em ơi, chị ngủ. Quay thêm này đi. Chị nghĩ một loạt đi rồi chị gọi thêm. A few moments later. Đang rửa mồm. Hay là có hai tầng. Đang rửa mồm nên có tầng 2. Mì này thì ăn không ngon đúng không? Rất không ngon. Không ngon. Xích này trời không ra gì. Đây là sao như bọn mình ăn xong tàn cuộc. Nên là súp cua thì không ngon bằng Việt Nam.